Test nhạc tiết tấu nhanh nè cả nhà ha. Siêu phẩm mới về Euros 17, đây là những em khủng long công suất lớn, thành thử ra là tiết tấu nhanh, tiết tấu chậm đồ ok luôn ha cả nhà ha. Rất đa tài, kiểm soát giải rất tốt, rất đỉnh đạt. Sức xưởng 760.000 yên vào năm 1994 ha cả nhà ha. Tương đương với 7.600 đô cho một bộ monolock Yusugi. Đẹp ken xà beng luôn ha cả nhà ha. Bao zin nguyên bản 100%. Rồi mời cả nhà tối nay đón xem clip review chi tiết ha cả nhà ha. Chúc cả nhà có một ngày vui, bye bye.